mùi 50.000 này. Đấy, máy hút mùi này. Hút mùi hút bụi trong phòng hoặc bụi luôn. Lúc nào mà có không khí độc hại thì hoặc là có nhiều bụi thì nó sẽ tự động tăng tốc lên. Đấy, ví dụ này, ví dụ nhá. Màu xanh thì nó màu xanh dương luôn, tức là đấy, nó màu đỏ luôn. Đấy. Có khói trong phòng mà nó tự tăng tốc lên để nó hút lọc không khí. Khi nào nó lọc hết thì nó sẽ trở lại màu xanh. Mua có 50.000 thôi, rất là hay luôn. Cổng rất đều, cổng tai xì nhé. Đây đang cắm cổng tai xì lên. Cổng lúc đấy xem có cái màu xanh không? Đá cái màu xanh này. Nếu như là về màu xanh lá có nghĩa là không khí sạch. Ở đây màu đỏ này, đây không khí vẫn chưa sạch. Vẫn là màu xanh lá, rất là gọn nhẹ. Rất là rẻ mà lại có cảm biến không khí luôn. Để bàn khá là đẹp. Phải như là không khí nó đang chưa được lọc hết. Có nút này nút nguồn thì tắt điện được, nó mới không thích nó bật lên nó tắt đi. Không khí sạch thì quạt thậm chí nó còn dừng quay luôn cơ. Đây chỉ có màu xanh là không khí bình thường này. Và khi nào mà không khí mà thật sự sạch ấy, thì quạt nó còn dừng quay luôn. Đấy, màu xanh này là không khí ở mức độ gọi là đảm bảo này, nhưng mà vẫn chưa sạch hoàn toàn nên là nó vẫn đang quay. Đấy, lúc nào mà sạch hoàn toàn nó sẽ dừng lại hẳn nhé.